Mẹo nhảy từ nóc nhà xuống không mất máu chắc chắn bạn chưa biết phần 3. Khi bạn thích nhảy lên nóc nhà để núp danh, nhưng mà bo lại sắp thu vào mất. Trong trường hợp này bạn sẽ xử lý như thế nào? Bạn đi nhảy xuống ư? Không không, bạn nhảy một phát là nhảy ra ngoài sảnh trò luôn đấy. Hay là bạn cứ mặc kệ số phận đứng đây cho bo đốt chết? Thế thì lại quá tầm thường. Trong vòng 3 giây các bạn ấn đăng ký cho mình lên 400k sub. Mình sẽ hướng dẫn các bạn mẹo nhảy từ nóc nhà xuống không mất máu. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã ấn đăng ký nha. Đầu tiên các bạn phải mang nhân vật Orion, sau đó chạy ra góc nhà rồi nhảy xuống. Tiếp tục quan trọng, các bạn phải đi tìm một cây nấm để ăn. Có nấm 3 thì càng tốt. Sau khi quả nấm, kỹ năng của nhân vật Orion đã được kích hoạt. Và bước cuối cùng mọi người chỉ cần tìm bệ phóng và phóng lại chỗ cũ thôi. Cuối cùng mọi người chỉ cần bật kỹ năng và đi xuống từ từ. Như vậy là thành công rồi. Thấy hay nhớ ấn like cho mình nha.